Xin chào quý vị và các bạn, Kim Thơ rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục mỗi ngày một sản phẩm siêu thị điện máy HC. Các bạn thân mến, sản phẩm mà chúng ta cùng trải nghiệm hôm nay thực sự rất thú vị và đang rất là hot đối với các chị em phụ nữ yêu không gian bếp như chúng ta. Sản phẩm đó chính là nồi chiên không dầu 4,5 lít Eco AC100 hay còn gọi là nồi chiên nướng chân không đến từ thương hiệu Magic. Ưu điểm nổi bật của chiếc nồi chiên này là gì? Là chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé. Vâng, và đây chính là sản phẩm mà Kim Thơ muốn giới thiệu đến các bạn. Chiếc nồi chiên không dầu Magic được sản xuất tại Thái Lan với dung tích 4,5 lít, với công nghệ nướng Rapid Air giúp thực phẩm chín đều và nhanh hơn. Đặc biệt, nồi còn có chế độ quạt đối lưu giúp nhiệt được tỏa đều khắp lòng nồi. Nồi chiên không dầu Magic sử dụng công nghệ đốt nóng chân không. Rapid Air sử dụng tối đa không khí để chiên nướng thực phẩm thay cho việc dùng dầu mỡ, làm giảm đến 80% lượng dầu mỡ dư thừa trong thực phẩm. Chính vì vậy, nó rất là tốt cho người bị bệnh béo phì hay mỡ trong máu. Nồi chiên không dầu Magic có nhiệt độ lên đến 200 độ C, làm giảm thiểu sự biến đổi các chất hóa học carbon khi ăn đồ chiên nướng, ngăn ngừa các bệnh ung thư. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe tốt cho bạn và cho gia đình bạn. Nồi chiên không dầu Magic có lòng nồi phủ 3 lớp chống dính, cao cấp, dễ dàng vệ sinh, chất liệu vỏ cao cấp nhựa PP và nhựa PP chịu lực chịu nhiệt rất tốt. Sau đây Kim Thơ sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm chỉ với 5 thao tác cực kỳ đơn giản. Thao tác thứ nhất, các bạn mở nồi ra và cho thực phẩm vào. Thao tác thứ hai, đóng khoang lò lại. Thao tác thứ ba, lựa chọn nhiệt độ tương ứng. Thao tác thứ tư, lựa chọn thời gian. Và cuối cùng là nút khởi động. Vâng, với rất nhiều tính năng tiện ích mà chỉ với giá, bạn có thể sở hữu ngay sản phẩm nồi chiên nướng chân không 4,5 lít hiệu Magic AC100 rồi. Vậy còn chần chờ gì nữa? Hãy nhấc máy lên và gọi điện ngay cho chúng tôi theo số 1 được tư vấn thêm về sản phẩm. Truy cập ngay website www.hc.com.vn để được thêm chi tiết về sản phẩm, hoặc gọi điện đến siêu thị điện máy HC gần nhất để được phục vụ các bạn nhé. Và cuối cùng, các bạn đừng quên HC giao hàng thần tốc cùng các chính sách trả góp 0% đầy hấp dẫn. Kim Thơ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.